Quỳnh Chi xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Apple TV. Hôm nay là thứ Tư, ngày 27 tháng 4. Mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Nam Châu. Và sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Mở đầu là tin thế giới. Đức viện trợ cho Ukraine 50 hệ thống pháo phòng không. Chính phủ Đức hôm thứ Ba 26 tháng 4 loan báo đợt chuyển giao vũ khí hạng nặng đầu tiên cho Ukraine để giúp chống trả lại cuộc xâm lăng của Nga sau nhiều chỉ trích chê bai từ cả trong nước lẫn ngoại quốc về thái độ ngại ngần của Berlin, theo hãng tin hãng thông tấn Reuters. Ông Christine Lambrecht, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, nói chính phủ Đức đã chấp thuận việc chuyển giao hệ thống pháo phòng không tự hành có tên Gepard từ các kho chứa dự trữ của công ty KMW hôm thứ Hai. Theo lời ông Marco Descartes, một giới chức tại Viện Chính sách An ninh của Đại học Kiev University, thì điều đáng lưu đó là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Âu quyết định trợ giúp Ukraine và sẽ có thêm các nỗ lực giúp đỡ khác. Lời kêu gọi tăng cường viện trợ vũ khí của Ukraine đã gia tăng kể từ khi Moscow chuyển đổi chiến trường sang vùng Donbass ở đông Ukraine, nơi thích hợp với việc sử dụng chiến xạ hơn là quanh Kiev như trước đây. Loan báo về hệ thống Gepard được đưa ra sau khi có các nguồn tin hôm thứ Hai nói rằng công ty quốc phòng Rheinmetall đã yêu cầu chính phủ chấp thuận cho chuyển giao 100 thiết vận xa Marder loại cũ và 88 chiếc xa Leopard thuộc thế hệ 1A5 trước đây cho Ukraine. Chiếc Gepard được trang bị hai khẩu đại bác 35, hướng dẫn bằng radar. Tuy ra đời từ thập niên 1960, nhưng thường xuyên được cải tiến và có thể bắn hạ cả phi cơ lẫn hỏa tiễn hành trình. Ba Lan, Bulgaria nói Nga dừng giao khí đốt. Bulgaria và Ba Lan cho biết tập đoàn Gazprom của Nga thông báo sẽ ngừng vận chuyển khí đốt tới hai nước này từ ngày 27 tháng 4. Bộ Kinh tế Bulgaria ngày 26 tháng 4 ra tuyên bố xác nhận nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Gazprom Export sẽ bị đình chỉ từ ngày 27 tháng 4. Phía Bulgaria thêm rằng họ đã luôn đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ và thanh toán đầy đủ theo yêu cầu của hợp đồng hiện tại một cách kịp thời, nghiêm ngặt và phù hợp với các điều khoản. Công ty khí đốt Pechiniz của Ba Lan cùng ngày cho biết Gazprom đã thông báo với họ về quyết định đình chỉ giao khí đốt theo hợp đồng giao mò từ ngày 27 tháng 4. Thủ tướng Mateusz Morawiecki nói các kho lưu trữ khí đốt của Ba Lan đã nạp đầy 76% và họ có sẵn những nguồn cung cấp cần thiết khác ngoài đường ống giao mò. Ba Lan nhập khẩu khí đốt hóa lỏng thông qua một kho lưu trữ bên bờ biển Baltic và hy vọng nhận được nguồn cung từ Na Uy qua dự án đường ống Baltic dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay và đáp ứng khoảng 50% lượng tiêu thụ của đất nước. Bộ Năng lượng Bulgaria hôm qua cho hay các nhà khai thác khí đốt thuộc sở hữu nhà nước gồm Bulgargaz và Bulgarchenska đã chuẩn bị các thỏa thuận về nguồn cung thay thế. Hiện tại không cần áp bất kỳ các biện pháp hạn chế nào đối với người tiêu dùng, cơ quan này cũng cho hay. Phía tập đoàn Gazprom chưa lên tiếng xác nhận thông tin dừng chuyển khí đốt cho hai nước, nhưng các hãng thông tấn Nga dẫn lời một giám đốc điều hành cấp cao của công ty nói rằng Ba Lan phải trả tiền mua khí đốt theo thủ tục thanh toán mới. Trước đó, Điện Kremlin từng cảnh báo các nước thành viên EU rằng nguồn cung khí đốt sẽ bị cắt trừ khi họ thanh toán bằng đồng ruble. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ kêu gọi châu Âu giúp Ukraine chống Nga. Tin từ Berlin, Đức Quốc, ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 4, trong cuộc họp thượng đỉnh ở Đức đã kêu gọi khoảng 40 quốc gia có hành động trợ giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lăng tàn bạo của Nga. Theo bản tin hãng thông tấn UPI, cuộc họp này được hình thành để đối phó với cuộc chiến hiện nay, có sự tham dự của nhiều nhân vật lãnh đạo châu Âu và chú trọng vào việc cung cấp các trợ giúp cần thiết cho Ukraine, gồm cả vũ khí và mọi loại chiến cụ khác. Trong cuộc họp tại căn cứ không quân Hoa Kỳ Ramstein ở Đức, ông Lloyd nói rằng Ukraine đang chiến đấu để bảo vệ nền dân chủ của mình và hứa rằng sẽ không để quốc gia này bị nuốt chửng trong hành vi xâm lăng tàn bạo của Nga. Ông Lloyd nói, cuộc xâm lăng của Nga là điều không thể biện minh, các hành vi, tội ác, tàn bạo của Nga cũng là điều không thể biện minh. Tất cả chúng ta hôm nay đều có cùng một quan điểm rõ ràng về đạo lý con người. Nước Nga đang mở cuộc chiến để thỏa mãn tham vọng của một cá nhân. Ukraine đang phải chiến đấu để sống còn, để bảo vệ nền độc lập, dân chủ và người dân của chính họ.
Cuộc họp diễn ra sau khi ông Austin và ông Antony Blinken, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, đến Kiev để gặp ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ukraine. Hồi cuối tuần qua, sau cuộc họp, hai ông cho biết thêm chi tiết về các trợ giúp Hoa Kỳ dành cho Ukraine trong thời gian tới. Hai ông cũng nói rằng sự kháng cự của Ukraine trước xâm lăng của Nga đang thành công. Kim Jong-un quyết đẩy nhanh chương trình vũ khí hạt nhân Bắc Hàn. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã có bài phát biểu mang tính thách thức tại cuộc duyệt binh tối thứ hai. Theo đó, ông mạnh mẽ tuyên bố sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước mình. Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập lực lượng vũ trang Bắc Hàn cũng phô diễn các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vốn đã bị cấm. Hồi tháng 3, Bắc Hàn đã thử nghiệm tên lửa ICBM lớn nhất từng được biết đến của nước này lần đầu tiên kể từ năm 2017. Vụ thử khiến cộng đồng quốc tế lên án rộng khắp. Hoa Kỳ cũng áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với nước này sau vụ thử. Các tên lửa ICBM được thiết kế để vận chuyển vũ khí hạt nhân, nới rộng phạm vi tấn công của Bắc Hàn đến tận phần đất của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Kim vẫn không hề nao núng trước sự lên án của quốc tế. Cuộc duyệt binh cũng phô diễn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm cùng các tên lửa siêu thanh. Các hình ảnh về cuộc diễu hành do truyền thông nhà nước công bố cho thấy Hoa Sơn 17 nằm trong số các vũ khí được phô diễn tại cuộc duyệt binh. Bắc Hàn tuyên bố đã bắn thử lần đầu tiên vào tháng 3 loại tên lửa ICBM lớn. Lễ duyệt binh hôm thứ hai được theo dõi chặt chẽ do Bắc Hàn đã tiến hành thử nghiệm một số tên lửa trong năm nay, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Hàn đã khởi động hoạt động ở cơ sở thử nghiệm hạt nhân ở Bunchuri hồi tháng 3, làm dấy lên lo ngại nước này sẽ tiếp tục thử vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa. Và sau đây sẽ là bản tin Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Trump khẳng định không quay lại Twitter. Cựu Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 4 cho biết không có ý định tiếp tục sử dụng Twitter, ngay cả khi tài khoản của ông được khôi phục sau khi tỷ phú Elon Musk đồng ý mua lại mạng xã hội này với giá khoảng 44 tỷ Mỹ Kim. Thay vào đó, ông Trump sẽ tập trung vào Truth Social, mạng xã hội do chính ông lập ra. Song kể từ khi ra mắt vào đầu năm nay, Truth Social vẫn còn gặp khá nhiều vấn đề về mặt kỹ thuật. Tôi sẽ không sử dụng Twitter, tôi sẽ dùng Truth. Tôi hy vọng Elon mua Twitter vì ông ấy sẽ cải thiện mạng xã hội này và ông ấy là một người tốt, nhưng tôi sẽ tiếp tục sử dụng Truth. Ông Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, cựu Tổng thống Trump đã bị cấm tham gia các mạng xã hội lớn sau cuộc bạo loạn 6 tháng giêng năm 2021. Trong đó, Twitter nói rằng lý do họ cấm tài khoản của cựu Tổng thống là do nguy cơ kích động thêm bạo lực. Vào thời điểm đó, cựu Tổng thống có khoảng 89 triệu người theo dõi, chỉ tính riêng trên Twitter. Tỷ phú Musk, người giàu nhất thế giới và nhiều lần tự mô tả bản thân là người ủng hộ quyền tự do ngôn luận, bày tỏ rằng ông muốn mua và tư nhân hóa Twitter vì ông tin mạng xã hội này không phát huy hết tiềm năng như một nền tảng tự do ngôn luận. Quan chức quận hạt tại Texas bị kiện vì kiểm duyệt sách tại Thư viện Công. Những người dân phản đối kiểm duyệt đệ đơn kiện quan chức một quận ở trung tâm Texas mà họ cho là chà đạp các quyền được quy định trong tu chính án thứ nhất khi cấm một số sách không được xuất hiện trong thư viện ở địa phương. Đơn đệ nạp đầu tuần này kiện các quan chức ở quận Llano nói rằng chính quyền không được phép áp đặt dân được đọc hoặc không được đọc loại sách nào. Theo tổ chức văn bút Pen America trên khắp Hoa Kỳ, có hơn 1.000 đầu sách chủ yếu đề cập đến các vấn đề phân biệt chủng tộc và đồng tính luyến ái đã bị loại ra khỏi các thư viện trường học trong những tháng gần đây. Texas là trung tâm của xu hướng này. Các nhà lập pháp tiểu bang và thống đốc Greg Abbott kêu gọi các trường học nên kiểm tra thư viện để tránh những cuốn sách được xem là không phù hợp với trẻ em. Văn phòng của thẩm phán quận Llano, một bị đơn trong vụ kiện và quan chức dân cử hàng đầu của quận, từ chối bình luận về vụ kiện. Hội đồng quản trị thư viện không trả lời yêu cầu bình luận. Đơn kiện nói rằng trong số những cuốn sách bị loại ra khỏi kệ thư viện của quận Llano, có cuốn họ tự gọi mình là KKK, sự ra đời của một nhóm khủng bố Hoa Kỳ, của tác giả Susan Campbell Bartlottery. Đơn kiện cũng tố cáo rằng quận không cho tiếp cận hơn 17.000 sách kỹ thuật số vì có một số đầu sách họ không thể kiểm duyệt từng cuốn. Một đàn ông gốc Việt ở Texas trong danh sách được Biden ân xá. Tin từ Houston, Texas, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba 26 tháng 4 ra lệnh ân xá cho khoảng 78 người từng có hành vi phạm pháp
nhưng không bạo động với khoảng gần 20 người ở Texas. Trong số này cũng có một người đàn ông gốc Việt sống tại thành phố Katy gần Houston, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Bản tin của tờ Houston Chronicle nói rằng có hai người trong khu vực Houston được ân xá trong đợt này, gồm một phụ nữ là bà Betty Jo Bogans, 51 tuổi, sống ở Houston, được hủy án, trong khi ông Quang Nguyễn, 53 tuổi, ở thành phố Katy, được giảm án. Ông Quang bị bắt hồi tháng 5 năm 2013 và bị tuyên án hồi tháng 3 năm 2017 với bản án 10 năm tù cùng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù, do tội đồng lõa tàn trữ với ý định bán ít nhất là 1.000 cây cần sa, theo Bộ Tư pháp. Nay được giảm án, ông Quang sẽ được cho hưởng biện pháp quản thúc tại gia cho tới khi mãn án vào ngày 26 tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, ông sẽ vẫn phải chịu biện pháp 5 năm quản chế. Chính phủ Biden dự trù sẽ có 3 đợt ân xá nhằm giúp những người phạm pháp nhưng biết hối cải được dễ dàng hội nhập trở lại vào xã hội, cũng nằm trong biện pháp cải cách hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ. Người đàn ông bị buộc tội giết người trong vụ bắn chết một phụ nữ ở khu vực Clear Lake, tin từ Houston. Các cáo buộc đã được đệ trình chống lại một người đàn ông bị buộc tội bắn chết một phụ nữ tại một căn hộ ở khu Clear Lake. Devin Clemons, 44 tuổi, bị buộc tội giết người. Anh ta bị buộc tội trong cái chết của Keyshawn Best, 46 tuổi. Theo cảnh sát Houston, vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 17 tháng 4, các nhân viên tuần tra của HPD đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp cho biết một cuộc tấn công đang diễn ra tại một khu chung cư nằm ở số 270 đại lộ El Dorado. Khi cảnh sát đến, Clemon đã được cho là đã bước ra khỏi căn hộ và nói với họ rằng Best đã chết trong phòng tắm. Cảnh sát phát hiện nạn nhân bị một vết thương do đạn bắn. Các nhân viên y tế của Sở Cứu hỏa Houston đã vận chuyển Best đến Houston Healthcare Clear Lake với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Cô ấy vẫn trong tình trạng nguy kịch cho đến ngày 25 tháng 4 qua đời. Theo văn phòng biện lý quận Harris, Clemon sau đó đã bị buộc tội trong vụ nổ súng và vẫn bị giam ở nhà tù quận Harris. Ba nhân viên cơ quan cứu lũ lụt quận Harris bị thương trong tai nạn chèo thuyền ở phía tây Houston. Một số công nhân của khu kiểm soát lũ lụt quận Harris đã bị thương hôm thứ Ba trong một vụ tai nạn thuyền ở phía tây Houston. Sở Cứu hỏa Houston cho biết họ đang thực hiện các đợt cấp cứu dọc theo đường cao tốc Katy gần North Elridge Parkway. Một người đã được đưa đến bệnh viện trong một khu vực thông qua Life Flight và một người khác cũng phải nhập viện. Các quan chức cho biết các công nhân đang thực hiện công việc bảo dưỡng thảm thực vật định kỳ khi con thuyền va phải một chướng ngại vật dưới nước. Theo các quan chức, nhân viên bị nạn được đưa đến bệnh viện dự kiến sẽ ổn và bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Tin tức liên quan đến Việt Nam. USCIRF tiếp tục đề xuất đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, USCIRF, đề nghị chính phủ Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC vì các vi phạm có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng, đồng thời kiến nghị Washington xác nhận một thỏa thuận mang tính ràng buộc mới với chính phủ Cộng sản Việt Nam để yêu cầu cải thiện hơn nữa về tự do tôn giáo. Báo cáo tình hình tự do tôn giáo Việt Nam được USCIRF công bố hôm 25 tháng 4. Chính quyền tiếp tục đàn áp các cộng đồng tôn giáo độc lập, bao gồm cả người Hmong và người Thượng theo đạo Tin lành, Phật giáo Hòa hảo thuần túy, Giáo hội Phật giáo Thống nhất, tín đồ Cao đài độc lập và tín đồ của các phong trào tôn giáo khác như Pháp Luân Công, Dương Văn Minh, Hội Thánh Đức Chúa Trời, Đạo Hà Mòn. Báo cáo nêu rằng chính phủ Việt Nam đã liệt nhiều nhóm trong số này là tôn giáo lạ và tà đạo hoặc dị giáo và thường được viện dẫn các lý do an ninh để đàn áp họ, khiến một số chẳng hạn như Hà Mòn được biết là đối diện sự tuyệt chủng, mặc dù người đứng đầu cơ quan quản lý tôn giáo của quốc gia này nói rằng sẵn sàng đón đạo lạ. Việt Nam từng bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách CPC từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 11 năm 2006. Kể từ khi Việt Nam được xóa tên khỏi danh sách này từ năm 2006 đến nay, hàng năm, USCIRF đều đề nghị đưa Việt Nam trở lại CPC vì các vi phạm về tự do tôn giáo. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình tin tức Nam Châu. Cảm ơn phở 999 Asian Kitchen đã bảo trợ chương trình này. Quỳnh Chi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo. Hẹn gặp quý vị vào các bản tin ngày kế tiếp.
Thank you.